Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú lại được trở về núi Cấm quý vị. Hôm nay thì Châu Phú xin giới thiệu đến quý vị một cái dòng sữa mẹ tại núi Cấm này đã bị lãng quên rất là lâu rồi. Cho nên hôm nay Châu Phú nhờ một chị Loan, người dân tộc Khmer, sẽ dẫn Châu Phú trở về đây để tìm lại cái gốc tích của cái dòng sữa mẹ này. Và kính thưa quý vị, dòng sữa mẹ này nghe nói là ở trên núi Cấm mà núi đá rồi đất gì nữa quý vị, mà tự nhiên tại sao lại phun trào lên một cái dòng nước đục đục quý vị. Cho nên là bà con ngày xưa đó là bác sĩ chạy thầy chê ha, đi về núi để cúng rồi gặp cái dòng nước này nè mới là thỉnh uống. Khi mà uống rồi hết bệnh, cho nên Châu Phú tìm lại dòng nước này. Hy vọng quý cô chú anh chị sẽ trở về đây và tìm gặp dòng sữa mẹ giúp bệnh cho mình nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, chào chị nha. Rồi, mấy vợ cho hết bệnh, người ta đi về cứu dân đạo thế. Rồi, chị tên gì? Tên gì? Tám Ngọt. Tên Tám Ngọt ha. Sao mà đi tới đây đuối hàng sao mà mặt hồng hào đỏ vậy ạ? Người ta là người đẹp trai, đẹp trai gái chứ đâu rồi, có gì mà sao nói cả. Đẹp gái đẹp trai nữa, không, mặt đẹp. Mặt đẹp ha. Có ai cái phần này phần ai về? Thôi không cho biết. Không cho biết luôn hả? Bí mật luôn phải không? Trời ơi, mặt bí ra đi, bữa nay về núi cúng bạn, rồi. Bạn đi ra. Dạ, vậy đó ha. Vậy ha, bây giờ phần này là bao nhiêu tuổi rồi? Năm mấy tuổi à? Năm mấy tuổi phải không? Rồi cái này phần nam hay phần nữ? Phần nam hay nữ vậy? Nữ. Nữ hả? Dựa vô là nam. Trời ơi, bí mật rồi thấy chưa? Bởi vì nhìn thấy à. Rồi bây giờ là đi về đây để giếng mấy điểm núi lận. Đi đây qua tới bên núi Bò Hà Hồng rồi đi giáp núi luôn. Giáp núi ha. Đi núi bên đây rồi qua núi bên kia luôn. Bây giờ cái phần nam này là bao nhiêu tuổi rồi nè? Ai cho biết chưa? Hỏi giờ đồng đạo với nhau không mà, mặt bí đi đặng cho bà con người ta tin tưởng. Không. Nha. Sao không cho? Bây giờ tu ở đâu? Phần nam này tu ở đâu? Ta đi núi vô này nè. Không, bình thường á phần nam tu ở đâu, là có điểm nào có ở tu ở núi non không? Ta đi cái này ta đi cúng mà hỏi làm chi điều tra trời. Đâu đâu có điều tra, này huynh đệ đồng đạo gặp nhau. Ha, cái này là cái duyên. Biết cái duyên mới duyên nó gặp nhau. Bây giờ ở đây thì gặp nhau nói chuyện. Mấy huynh ta đã chờ nhóc chưa? Vậy đó ha. Nhưng mà bình thường á là mình tu á là thường thường á, không lẽ theo sát này hoài, mình cũng phải có cái điểm mình tu tập chứ. Thường thường tu tập ở đâu? Đến đây cũng nhiều chỗ lắm. Vậy hả? Vậy đó ha. Phần này nhiêu tuổi rồi mà giật đây, bộ lớn tuổi chưa? Con trẻ trai mà. Trẻ trai hả? Lúc đó mắc trẻ hả? Bây giờ về núi thấy cái điểm nào mà vui đó cái mình ở mình tu luôn. Ha. Cho người ta tu đi, mình đi về đang còn con với cái nữa. Vậy đó ha. Rồi, hy vọng vậy nha. Đi chuyến này giải hết quả căng về nhà tinh tấn nha, tu hành. Chắc là phần nam này muốn theo độ cô quý vị. Dạ. Đâu phải, cứu dân độ thế. Cứu dân độ thế ha. Rồi, cảm ơn ha, chúc sức khỏe nha. Phần nam nhiêu tuổi rồi, mặt bí đi. Không. Mất lâu chưa, chết lâu chưa? Không, mặt mấy chi trận. Vậy đó hả? Nó nhỏ đâu. Bạn nữa đó. Bạn đi đó. Tâm đó ha. Rồi, chúc sức khỏe nha. Bye. Rồi. Gặp lại. Rồi. Mở lên thấy là tên gì? Rồi, Châu Phú. Rồi, bye ha. Cái gì Châu Phú? Châu Phú Thiên Cấm Sơn. Nha, nhiêu tuổi rồi? Ta không có thấy. Cái phần nam kìa. Ta mà... Phúc mà... Còn gia đình hành tắc má châu à. Lúc đó làm sao mắc vậy? Thôi đừng hỏi. Bí mật ha. Rồi bye. Đó là một cái duyên khi mà đi về núi vậy. Và kính thưa quý vị, bây giờ không để quý vị chờ lâu nữa, Châu Phú sẽ mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành đi về dòng sữa mẹ, đi tìm về dòng sữa mẹ nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, và kính thưa quý vị, núi Cấm bây giờ rất là đông bà con trở về đây ha. Hey, chào chị Loan. Chào. Rồi bây giờ là hai chị em mình sẽ đồng hành cho em gửi cái mic thu âm đây nha. Dạ. Rồi, ok, mời chị Loan đi. Dạ, mình đi. Hey. Và vâng, kính thưa quý vị, đây là chị Loan. Một cái người sống ở trên núi Cấm. Nhưng mà chị là ngày xưa đó
là những cái cây mà gừng mà trồng ở trên núi Cấm này nè quý vị. Đó là chị chuyên cung cấp và chở lên đây cho bà con trồng gừng giữ đất ở trên núi Cấm quý vị. Cho đừng có lỡ. Ủa ta cái này cái gì bư chị Loan? Này dấu chân chuột. Dấu chân gì bự chị Loan? Ai đâu mà rảnh đi đâu bư mấy cái này tạng. Nè, biết chân bự lắm luôn á. Này dấu này bự quá vậy. Ừ. Mà đây nè. Ở đây đâu có ai đâu rảnh đi bư mấy này. Dấu chân này bự lắm nha quý vị. Đúng rồi. Tao dạy cho Phú nè, mà cái ngón cái qua đây bự vậy nè. Dấu chân này giống dấu chân heo gừng quá ta. Nè. Dấu chân này lạ nha. Nè dấu chân bự nè. Ờ. Mà ai đâu mà rảnh lên đây móc mấy dấu này chi? Lỗ lỗ nè ha. Dấu chân quá bự luôn, quá nhiều dấu chân luôn. Mà dấu chân nè. Đó. Ủa ta sao dấu chân này bự vậy hả? Cục cục luôn nè. Lạ nha. Nè dấu chân này nè ha. Ừ. Chân heo với bụi chứ sao. Căng ha. Thôi giờ mình đi tiếp. Đi, tiếp tục luôn ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật và văn kính thưa quý cô chú anh chị. Đó là một cái đường đi về dòng sữa mẹ. Chị sống ở đây nè, chị biết cái dòng sữa mẹ này bao lâu rồi chị? Lâu rồi. Đây là dòng sữa mẹ tại đây. Hả? Đây đó hả? Đúng. Trời nhanh với vậy? Nhanh mà, đây là cái dòng sữa mẹ hồi xưa là một cái hố bơm. Dạ. Ở đây là cái hố bơm. Sau khi đó cỏ nó mọc tùm hết trơn rồi, nó bằng phẳng vậy nè. Dạ. Cái tự nhiên cái ngày hôm đó nó lại mình không nhớ ngày nha. Bắt đầu đất nước nó phúng lên. Dạ. Phúng đất nó nứt ra. Dạ. Rồi nó có dòng nó giống như là nước màu nước cơm do đục ngầu à. Dạ. Rồi xong đâu đó cái cô bác á đi du lịch nè, người ta thấy. Người ta lại ta cắm nhang, ta cầu xin ta giái. Ta kêu là dòng sữa mẹ không à. Oh, uống vô nó ngọt, rất là ngọt. Oh, rồi đàn ta một người mua cái can 5 lít, 2 lít, 3 lít, 1 lít gì đó đem về nhà uống rất là khỏe mạnh. Dạ. Rồi cũng có một bà cô ở Chi Lăng nè. À. Bà cụ đó cũng tám mấy tuổi đâu. Chín mấy tuổi rồi. Dạ. Bà tưởng là bà ra đi gì đó. Dạ. Xong cái ngày hôm đó đi chung với một người anh bạn đó. Hai anh em bạn trai lên đây nè, thấy dòng sữa mẹ phúng gì đó mới xin thỉnh về có 2 lít thôi. Dạ. Đem về nhà bà uống sống được 10 năm. Dạ. Rồi bà mới mắc, rồi trong khi lên kiếm nước uống nữa thì cái giếng này đã bị lấp lại. À. Đó. Vậy đó ha. Ừ. Người ta lấp lại nhưng mà dân ở đây đó. Dạ. Người ta lén đào xây lên thành một cái giếng. À, vậy là đây đó ha. Dạ đây. Là dòng sữa mẹ. Đúng rồi. Ghê vậy ta. À, và vâng kính thưa quý vị. À, ở đây á, là vẫn còn gừng gặm nhá vậy. À, dẫn nước. Và ở núi non á, thì có những cái thời mà chiến tranh đó vậy. À, cũng có những cái hố bơm. Bên đây em thấy ở đây cũng có một cái hố bự nữa nè. Cái này làm tao múc đất thôi. Vậy đất hả? Đây người ta đào đất thôi. Vậy đó ha. Ừ. Rồi ở đây là một cái hố bơm. Nhưng mà ở bên đây nè. Xưa đất nó bằng gan vậy nè, như cỏ mọc thì tự động nó phúng lên. Vậy đó ha. Nè chị, bên đây nè. Đặc biệt bên đây là nước trong. Này nước trong, này nước mưa. Còn này là nước dòng sữa mẹ. Ở đây là dòng sữa mẹ mà ngặt cái nước trong nè. Bây giờ tại vì người ta đào thành cái giếng á, nó đục lên thành màu đỏ vậy đó. Dạ. Chứ ở đó nó trong nó giống như là nước cơm do anh sao là như vậy đó. Ghê mà nó phúng lên cao lắm nha. Vậy đó hả? Ừ, người ta mới dân á, người ta đi người ta nói là đây là một cái vị linh thiêng vậy đó. Dạ. Rồi hiển linh vậy đó, người ta mới xin thỉnh cầu người ta đốt nhang, tôi nói đốt nhang dữ lắm luôn, người ta cúng, người ta xin cầu nguyện gì mạnh khỏe. Vậy sau này người ta lên kiếm nữa thì không có. Không có ha. À. Dạ. Rồi nhầm người mà những người người ta đã uống rồi đó, người ta cũng biết dòng sữa mẹ ta lên tới đây nè, ta vẫn đốt nhang cúng đàng hoàng. Đúng rồi. Nhưng mà mấy người ở đây người ta không cho đốt. À, ta sợ tại vì ta sợ cháy rừng. À, vậy đó ha. Ta đào thành cái giếng luôn chứ hồi đó là không có giếng. Đúng rồi. Thành ra bây giờ ai muốn tìm dòng sữa mẹ cũng hơi khó. Dạ. Tại vì lạ nè, thành cái giếng á. Dạ. Nên ta đâu biết đường đâu tìm. Nhưng mà giữa núi mà có một cái giếng này cũng rất là đặc biệt. Đúng không? Đúng rồi. Cái giếng này lúc nào nước nó cũng đầy chân nữa vị. Đó, đâu có cái đường nào mà dẫn vô đây. Đúng rồi. Nhưng mà kính thưa quý cô chú anh chị, đây là một cái điều tâm linh. À, cũng rất là đặc biệt đó thì hy vọng quý cô chú anh chị khi mà có trở về vùng núi đó thì quý vị hãy đi tìm dòng sữa mẹ ở Dồ Thiên Tế nha quý vị. Hướng dẫn cho quý vị luôn. Người ta không biết á, ta lên hỏi dòng sữa mẹ đâu mà mấy thằng xe đâu ôm nó cứ vẽ, nó đâu có biết đâu, thật là thằng nít sau này nó đâu có biết. Yeah. Nó dẫn đi tùm lum tùm lá chân, sau ngày đó nghe hỏi nghe ngập nghe tôi. Yeah. Cái tôi nói ông chỉ tầm bậy, ông muốn chở người ta lấy tiền thì ông cứ nói đi, dòng sữa mẹ bên kia kìa, ở đâu bên kia. Tôi nói vậy đó. Chị tên gì ha? Tôi tên Loan. Loan ha, năm nay lớn tuổi gì chị, thấy tóc bạc chưa hả? Năm nay hả? Năm nay mình 51 tuổi. 51 tuổi. Mà ngày xưa chị làm nghề gì chị? Hồi xưa là đi ránh không à, gánh su. Gánh su. À, rồi làm rẫy.
Rồi những cái cây em nghe nói những cái cây mà trồng rừng nè là ngày xưa chị bỏ mối bỏ sỉ hay sao? Hồi xưa này là mấy cây trồng rừng này nè là tôi lãnh ở bên lâm nghiệp hạt kiểm lâm đó. Dạ. Họ kêu tôi là lãnh gì đó một ký gì là bao nhiêu rồi kêu dân chúng lại đó gánh lên. Cứ 2 giờ đêm, 1-2 giờ đêm là tập tụ lại ngay chỗ hạt kiểm lâm á, ở Chí Lăng á. Dạ. Bỏ đầu 1-2 giờ đêm mấy chị em nào gánh lên đông lắm nha, mấy chục người lận lên. Thả để cho cô bác ta trồng dài 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 hết cái núi luôn. Nói chung là cái núi cấm này là tôi điều lãnh mấy cái cây của nhà nước này nè. À, tại hạt kiểm lâm. Để mà chị gánh lên từ dưới chân núi gánh lên đây hả? Gánh lên tới đây á. Đi bộ không á hả? Đi bộ không, đi đường này nè. Đường Đình Vô Gia Long này đi xuống dốc rồi Thiên Tế nè. Chứ đâu có đường đi. Vậy đó ha. Xíu đi đường rồi Thiên Tế nè. Dạ, rồi cảm ơn chị ha. Bây giờ chị ơi, khi mà cái giếng này nè thì em đã đến đây thì cái giếng này cũng lạ kỳ quá. Mà nằm ở trong rừng nữa vậy. Cho nên là bây giờ là em nhờ chị là có thể chia sẻ đó. Em nghe nói khi mà trở về Dầu Thiên Tế thì là có cái ghế của ông vua Gia Long. Dạ có. Là nằm ở Dầu Thiên Tế. Đúng rồi. Vậy thì chị biết cái ghế đó nằm ở đâu không chị? Dạ cái ghế nằm trên này chút. À vậy đó ha. Khoảng 100m nữa là tới. À vậy là chị làm ơn hướng dẫn cho em lại cái ghế của vua Gia Long luôn ha. Dạ vậy đi. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, tiếp tục với chương trình là tìm hiểu những vùng năm non bảy núi, những câu chuyện lạ kỳ quý vị. Cho nên là bây giờ Châu Phú sẽ mời quý cô chú anh chị tiếp tục đi tìm đến chiếc ghế của vua Gia Long. Đây là chị Loan, người đã sống ở trên núi Cấm này mấy chục năm quý vị. Cho nên bây giờ là chị đã thấy Châu Phú đi quay những câu chuyện tâm linh đó. Chị muốn ghi ra một cái hỗ trợ cho Châu Phú ghi lại cái hình ảnh để mà gợi nhớ lại những cái chuyện, câu chuyện tâm linh nhiệm màu tại vùng núi non. Ở đây là dường như là một cái núi cao nhất ở trong vùng bảy núi nha quý vị. Và tới thậm chí tới trưa 9-10 giờ trưa đó quý vị thì là mây cũng còn phát phát ở trên núi. Cho nên mình đi về núi là thường thường ta hay kêu mình ghé lại chợ mây ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đường đi trơn. Wow. Đây là chỗ này đó, hạt kim lâm nó ở đây nè. Đường này kính hết trơn hả chị? Dạ. Đây. Đúng rồi, mình đi con đường đó. Dạ. Cây nó ngã vô đó mình đi không được. Dạ. Nè, con đường này nè là con đường mòn hồi xưa là đi gánh không đó. À con đường đó là chị gánh ha. À. Đường này xưa là gọi bộ không à, cắt chanh hồi xưa là ở nhà cây nhà sạc rồi không đó. Dạ. Đi đốn sạc gánh chanh là đi đường này nè. Wow. Cái cây này cây gì đỏ vậy chị? Biết không? Cây này là cây ngải hồng khấu. Hồng đầu khấu hả? Dạ đúng rồi, hồng khấu, trái hồng khấu nó dưới đít á. Này mới có bông. Trái nó chùm luôn, nó giống như là trái bông bon mình vậy. À vậy đó hả? Mà nó đỏ tươi à, nó giống như là màu giống như củ hành vậy đó. Ăn được không chị? Cái này người ta làm thuốc. Làm thuốc ha. Đúng rồi, nè nó là hồng khấu. À, cái hồng khấu nha quý vị. Quá trời củi luôn. Dạ, cái ghế vua mình hết biết đường tìm luôn ta. Chích trước đi, ghế vua. À, chị nghĩ lên đây là bao lâu rồi chị? À, mấy chục năm rồi đó, nghỉ cũng 20 mấy năm rồi đó. 20 mấy năm không trở về đây ha. Đúng rồi. Rồi bây giờ mới chị... đi lại bữa nay nè. Bây giờ chị sống ở đâu? Sống ở dưới ở gần Chi Lăng á. Chi Lăng ha. Đúng rồi. 20 mấy năm mới trở về núi quý vị. Để mà hỗ trợ vậy. Ý là mình dẫn lên núi hàng ngày nhưng mà con đường này mình không có đi nữa đó. Không có chở, cũng như là chị là đi đường xe không còn đi đường bộ lên nữa. Núi nhưng mà không có đi qua cái đường này 20 mấy năm rồi. Nhà chị ngày xưa ở đường... đây hả? Hồi xưa mình ở trên này nè, quá trời hồng khấu luôn. Dạ. Cái này là mây nè. Dạ dạ. Quá chừng luôn ha. Đây, mình tới ghế vua Gia Long rồi nha. Tới hả? Tới à. Nhanh ha. Vâng, và kính thưa quý vị, bây giờ sắp tới cái ghế của vua Gia Long ở nè, gần. Nhìn đi, nhìn giống như là ông tượng ha. Dạ. Hai bên có hai con mắt. Đây giống ông tượng hả chị? Chị nhìn thấy giống ông tượng hả? Dạ. Sao chị nhìn cái dồi đâu mà giống? Đây là cái lỗ tai. À. Đây là cái mặt của ông tượng. Gì đây ha? Chị nhìn thấy giống không? chị giống nè.
Ha, nhìn kỹ đi nè, đây là cái sóng mũi của ông nhà xuống đó. Dạ. À, cái dồi đúc ra thẳng sâu xuống đá luôn ha, xuống đất luôn ha. À. À, kính thưa vị, bây giờ là Châu Phú đã đến đền cái nơi mà cái ghế vua Gia Long. À, Châu Phú mời vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Nam mô Di Đà Phật có nhang được đó. Dạ, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Ở đây là xưa là một cái ghế của vua Gia Long. À, cái này là nó thật sự nha, không ai đẻo không ai đúc nha. Dạ. Gì đó hả chị? Ừ. Nhưng mà mấy người này về đây sao mà xây phá tùm lum hết trơn sau này nè. À, đúc mấy cái đó đó, còn như đây là sự thật. Nhưng mà đó đẹp lắm luôn, biết phải cho hết trơn. Gì đó ha. Cái làm hình tượng này lên nó mất cái phong thủy ha. Dạ. Mất cái cảnh thiên nhiên hết trơn. Cảnh thiên nhiên nó không còn nữa ha. Ồ. Ha. Dạ. Giống ưng tượng. Vậy là chị ơi, cái ở đây nè chị, cái ghế của ngài vua Gia Long đó. Dạ. Là chị nghe bà con kể là như thế nào mà ở đây có cái ghế. Cái này là họ làm cái này lợi nè. Dạ. Hồi đó là thiên nhiên đẹp lắm. Cũng như là hồi đó ông Nguyễn Ánh đó. Dạ. Là ông vua Gia Long đó. Dạ. Là ông mới về đây, ông dắt đoàn quân về đình vua Gia Long đó. Dạ. Là ông cho quân lính ngự tại đó rồi ông sẽ ngự tại đây. Dạ. Nhưng mà khi đó là đói khát không có gì ăn, hơn khi mà mới vừa thất cận chạy về đó. Dạ. Là ông mới cầu nguyện á. Cầu nguyện ní, nhưng mà núi vị thần Nam Nông Mỹ núi này có linh thiêng. Dạ. Thì cho ông ghim một cái kiếm xuống tại đình vua Gia Long bên đó đó. À. À thì để có mới cho quân lính để sống, để tiếp tục lên đường nữa. Thì lúc đó ông ghim cái kiếm xuống là hồi đó là cái đình vua Gia Long nó bằng thẳng à. Dạ. Ông ghim cái kiếm xuống thì đá tự động nứt nẻ trơn vậy đó, nó nứt như vậy nè. Dạ. Nhưng mà có hai cái giếng, bắt đầu xuất hiện cái hai cái giếng, một cái sâu 7 mét, cái sâu 4 mét. Ồ, gì đó ha. Mà nước có quanh năm luôn. Đặc biệt ha. Đúng rồi. Rồi có quanh năm. Nuôi quân lính. Nuôi quân lính. À, em nghe nói là vua đi tới đâu á, vua Gia Long cũng cầu nguyện cái nguồn cầu nước nguyện, hết nha. Đúng rồi, nguồn nước để có nước cho quân lính sống, chứ không có nước đâu sống nổi. À, rồi ngày xưa chị có lại đó gánh nước để mà về uống không? À, mình khi nào mình đau ốm, mình hoạn rồi đó. Dạ. Mình mới lại đó, mình mới thắp nhang, mình cầu xin, mình rửa mặt, lấy một bình hai bình gì đó, một lít hai lít nước lên về nhà uống cho nó khỏe lại thì thôi. À, chứ không phải gánh nước uống ăn không, uống hàng ngày hả? Không, không. Vậy đó ha. Đúng rồi. À, ngày xưa ở đây á, là người ta đi núi non rồi này, người ta rất là tin tưởng những cái nguồn nước đó hả chị? Đúng rồi, đây nguồn nước này rất là linh, ở đây là cầu gì được nấy đó. Dạ, rất đặc biệt. Đúng ha. Rồi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. À, em cũng cảm ơn chị Loan rất nhiều ha. À, và hy vọng là chị Loan sẽ dẫn em đi qua bên cái đền vua Gia Long. Và có những cái câu chuyện và có hai cái giếng, nhưng mà bây giờ không biết còn đủ hai cái giếng không chị? Còn đủ hai cái giếng. Vậy đó hả? Nhưng mà giếng nước bây giờ nó không còn sâu như ngày xưa nữa. À. Cũng như cát nó trôi vào đó. Dạ. Và nó sẽ cạn lại đi. À dạ, rồi cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe bình an nha. Dạ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Và vâng, kính thưa quý vị, bây giờ cái ghế vua Gia Long hoàn toàn không có đục đẽo, cái ghế tự nhiên nha quý vị. À, và dường như á là cái nơi ngài ngồi đó có cái thủng sâu vô nè quý vị. Đó, và đựng lại cái những cái nguồn nước trong veo nè. À, chắc là nếu mà ai mà tin tưởng trở về đây thỉnh cái nước này uống nè chị, chắc là cũng sẽ hết bệnh á. Đúng rồi. Ha. Đây này rất là linh. Thì sẽ có thí dụ mình rửa mặt đồ đó nó khỏe lắm, nó sáng mặt mày. Vậy đó ha. Yeah. Rất là đặc biệt quý vị, và nguồn nước ở đây rất là trong trẻo nè quý vị. Đó. Đây nè. Rất là trong luôn. Kính thưa quý vị, đây là chiếc ghế của vua Gia Long. À, những nguồn nước trong trẻo nữa vì, và bà con đi về đây chắc cầu gì được nấy. À, cho nên là đã để một cái lư hương tại đây. Lúc trước Châu Phú đi đến đây là không có, và đã để một cái dĩa để cho bà con đến đây để cúng bái và cúng trái cây. À, cùng với những cái sự linh thiêng nhiệm màu, chắc là bà con cũng phát tâm làm những cái ngôi thờ tại đây. Đâu để mình đi lên trên kia đoạn nước coi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Đoạn nước coi còn cái chỗ nó sao mình thấy nó cũng hơi lạnh lạ lắm nè. Tìm thêm điểm gì nữa chị? Tìm thêm một điểm nữa coi có ai đổi mới gì không? Hay là cái nguồn cũ còn không? Vậy đó hả? Không, cái này là được rồi, em lên đây là không có bị không có xây cắt, bây giờ là mới đắp thêm. Mới xây cắt, mới xây hồ đó, mới chắc làm thêm là đó. Tại linh thiêng quá cho nên người ta làm gì đó để cúng, cho bà con cúng lại cho dễ á chị. Đâu mình thử thêm vài bước ở trước đó coi. Vậy đó ha. Rồi tiếp tục nói chị nhớ là 20 năm trước, bây giờ phải thay đổi gì rồi?
coi nó còn hay là người ta làm này cái mới cái mới cũ cái nữa coi. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Và vâng, hai chị. Đây cái nguyên một cái tổ mối nè chị, mối này mối gì lạ với chị? Đâu 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 để coi coi. Nếu mà mối ổ mối mình thì mình ăn được. Không. Còn núm mối khác là ăn được không, nha. Không không không, đừng đụng này là cái ổ mối, ổ mối này không có gì hết trơn á. Mối này mối gì lạ quá ha. Mối cây á, mối đất thôi. Bự quá ha. Đúng rồi. Quá luôn rồi. Đây là con mối. Dạ. Nhiều khi mình nếu mà mình có duyên đi đây gặp được ổ nấm mối là mình ăn rất là ngon đó nha. Nấm mối ha. Ồ. Chị biết không? Biết. Vậy đó hả? Nó cái nấm nó giống như cái dù vậy đó mà nó có đầu đen. À vậy ha. Hình như là mình quẹo tay phải là mình trở về cái vị trí của vua Gia Long rồi đó chị ơi. Rồi. À, để tôi coi tôi ngắm coi. Tôi khó đi chút xíu nữa coi. Lâu quá mà gì à? Muốn đi khám phá coi sao mà cái ghế vua Gia Long lạ quá. Đường xưa tích cũ đi chút xíu đây tại vì cái ghế vua Gia Long nó đâu có gần đây dữ vậy, nó hơi xa một tí. Để tôi coi lại coi đã. Em nhớ đồng đạo dẫn em đi đó đó. Khoan để mình đi thêm tí nữa đi, kiếm thêm cái ghế thứ hai tại vì ngay cái đường lộ á mình vô nó đâu có xa dữ vậy, nó đâu có gần đình vua dữ vậy. Tại vì nó hai ba đường, cái đường đó sợ mới mở chứ ơi. Thân, con đường này là con đường cũ nè. Vậy hả? Đúng rồi, con đường cũ, để tôi đi coi coi. Thì theo chị có còn ra chiếc ghế vua Gia Long nào nữa tại không? Vì tôi nhớ cái đình, cái ghế vua Gia Long nó nằm hướng bên đây. Vậy hả? Cái ý là cái lưng ghế, cái mặt ghế nó ngồi sao vậy nè. Để tôi kiếm cái coi. Hai chục năm rồi ghế xây chị ơi. Hả? Hai chục năm rồi ghế tự xây. Ghế xây không? Tại vì trên đường lộ mình đi xuống chút xíu là mình tới rồi, đụng rồi đâu có ấy. Không có, đi vô sâu đó. Thấy chứ nãy giờ mình lội tại mình nói chuyện. Ý là con đường lộ ở đầu trên đó, đi vô chút xíu là đụng à. Ừ. Là đụng cái đình vô thông để tôi đi cho. Đi nữa hả? Vậy này chị xiên lắm. Vậy tính kiếm thêm cái ghế vô Gia Long nữa quý vị. Chị sợ là cái đó lộn, tại vì cái nơi đó giờ đã bị sửa nhẹ nhẹ lại quý vị. Đó. Một mình anh Châu Phú ở đây, Châu Phú cũng ấn lắm. Cho nên chị đi đâu là Châu Phú phải đi theo đó quý vị. Chị là người dân tộc chuyên sống trên núi. Đây những cái khúc gỗ nữa quý vị. Đó, nằm lạng xạ ở đây chứ. Và khi mà đi núi đừng nên nó bậy nha quý vị. Đó. Sao rồi, kiếm hồi tới nhà chị luôn quá. Không, không có tới đâu, chưa hết cái gần này là chưa tới nhà đâu. Kính thưa quý vị, ở trên núi thì có những cái câu chuyện về ông dài đó vị. Có đôi lúc thì ông nằm là mình đi mình tưởng đâu có cây không. Cho nên cũng vội bạc đạn. Đi núi thì rất là cẩn thận. Có ông chú Tư quý vị. Chú Tư nói là ngày xưa có hai cái khúc cây nằm sát mé đường quý vị. Vậy chỗ đó không lẽ nào nó xây lạ vậy? Là chú là lấy cái cây dao á, cái gựa đó quý vị. Thường thường đi núi gặp cây cối hay chặt cái cạch vô gì đó, chặt vô khúng máu thì bắt đầu là cái khúc cây nó nhún nhích. Đó, chú mới biết. Thôi là mình đi ra đây, không có thấy. Thì là khi mà đi khám phá mà đi mình ên cũng không nên đi nha quý vị. Rồi vậy là đúng chỗ đó rồi đó chị ơi. Không, tại vì nó chưa tới mặt lộ mà. Mặt lộ ngay cái ngã tư đó đó. Là đi vô chút xíu là tới rồi. Đó bữa hổm chú Năm chỉ em ở đó đó. Ông Năm nào, ông Năm lùng đó hả? Năm ngoài đó. À. Rồi, đi hai chị em mình đi tiếp tục điểm khác nha. Rồi đi. Rồi, vâng và kính thưa cái hồi đó cái ghế nó cao lắm ta, sao mà lùng dữ vậy? Là
Châu Phú xin chào và tạm biệt nha. Đúng là chiếc ghế đó rồi, nhưng mà tại vì nó xây xi măng lên nên thấy ghế nó lùn phải không? Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe nha. Dạ. À, Châu Phú đi mình anh là vô đường này không dám đi đâu. Chị dám đi mình anh không? Dám mà mình gan lắm. Rồi bye chị nha. Cái chỗ hồi nãy mà hai chú Phú nói chuyện á. Dạ. Với cái cô đó đó. Dạ. Là cái chỗ đó hồi đó là mình ngồi ở trên đình cái đình Như Gia Long á. Dạ. Là thấy ông sư á dắt nước con nít là đi ngang tới chỗ đó, chỗ chú đang nói chuyện đó. Ghê vậy. Là biến mất á. Ờ à. Rồi cảm ơn chị. Bye chị, chúc chị sức khỏe bình an. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, qua đầu video này cho Phú xin chúc toàn thể vị có nhiều sức khỏe và bạn sự bình an trong cuộc sống nha. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.